À, sao khói không kìa thím. Nè, mấy đứa bình tĩnh lại. Nó chỉ nổ khói bên ngoài thôi, bên trong không có gì hết nha, là bình tĩnh. Dạ. Cái gì vậy? Con thấy không phải nóng máy mà nó cháy máy luôn hả thím? Nè, mấy đứa bình tĩnh, nó chỉ là bị nóng máy quá. Mở cửa không được rồi. Ôi mệt quá à, tụi mình đi taxi đi. Điên hả? Đi taxi hai người tự trả tiền đi. Mắc cười quá à. Ba đứa đi chung, ba đứa nó chia tiền nó trả chứ. Em có tiền đâu mà trả. Mày hay quá à. Rồi anh sao? Ê, sao kỳ vậy? Sao tự có quả ở đây chứ? Ê, quả hả? Ờ. Thì tụi mình gặp may rồi đó. Cái thằng khùng này, mày điên hả mày? Người ta nói gặp quả là điềm gỡ chứ, điềm may cái gì, mày điên hả? Điềm gỡ hả? Điềm gỡ là cái gì vậy? Em ông giả ngu tốt thật đấy chứ. Nó mà giả ngu gì? Thằng này nó ngu thiệt thì có. Mày vô đây, mày chơi không? Nè, đừng đánh nhau nữa. Nè, đừng đánh nhau nữa. Đừng đánh nhau nữa. Ôi trời, mấy đứa làm gì đó? Thiểm. Ủa? Thiểm chi? Nè, mấy đứa làm gì ở đây vậy? Thiểm, tụi con chuẩn bị qua nhà cô Diệu Hiền lấy cái điện thoại á. Thiểm cho con cái vàng nha. Yeah! Nè, mấy đứa, Thiểm phải đi, còn đi thử giọng nữa mà. Long, ông nhịn gì hoài vậy? Sợ bây giờ chở mấy đứa đi về nhà là Thiểm đi không có kịp đây nè. Dạ không sao Thiểm ơi, con biết đừng tắt, đi nhanh lắm. Nhớ hả? Dạ. Yeah. Vậy chị Thiếm nha. Dạ. Nè Long. Dạ. Con nói cái đường tắt đó là ở đâu vậy? Thiếm cứ chạy đến cuối đường gặp ngã ba Thiếm quẹo phải á Thiếm. Cuối đường quẹo phải hả? Nè con. Ủa? Làm gì đó? Con đang mở nhạc Thiếm. Mà Thiếm ơi, sao mình không kéo cửa kính lên bật điều hòa cho nó mát nhỉ? Cửa sổ với máy lạnh hư hết rồi con. Ôi má ơi, vậy là nóng chết luôn á Thiếm. Hai đứa nóng hả? Dạ. Nè, vậy cầm cái quạt tay này á hả, quạt đỏ đi, quạt xíu là nó mát hả? Trời đất ơi, cái quạt này quạt giấy mà làm sao mát nổi Thiếm. Thiếm ơi, cho con mở nhạc quạt không lên vậy Thiếm. Cái thằng này, mày có bị khùng không? Cái xe này mày nhìn coi máy lạnh còn không có nữa, nghĩ sao máy nghe nhạc. Lên rồi nè. Trời ơi. Nè, ồn quá à con. Nó tắt rồi kìa. Trời ơi. Mừng quá. Còn không đó, phá hết đụng vô tùm lum tùm la, hư xe của Thiếm hết trơn. Ngồi im lặng. Ngồi im đó nha. Rồi. Đâu có đụng gì đâu. Ta tìm mất luôn một công xe. Đau quá Thiếm. Ừ nó cũng. Thiếm ơi. Không được. Thiếm ơi. Tay dương mẫn đó, hồi nãy con bấm vô cái gì cho nên nó mới bị nè, nó nằm ở chỗ đó đúng không? Không. Cái gì đó nè, con quậy quá. Xe gì mà kỳ quá. Ủa nó im rồi kìa. Ê nó tắt rồi. Cái công tắc nó nằm ở đó hả Thiếm? Ủa kỳ vậy? Trời ơi. Xe gì mà kỳ thì... Hả? Trung tâm nó ở đây này Thiếm ơi. Cái xe này điên hết rồi. Con mới điên á. Là hôm qua nó Thiếm đuổi xuống xe bây giờ nha. Con xin lỗi Thiếm. Thôi được rồi. Bây giờ tất cả mọi người ngồi yên lặng đúng vị trí, không ai được đụng vô bất cứ thứ gì trên xe Thiếm hết nha. Rồi mình xuất phát. Cái đường tắt ở đâu? Long chỉ lại. Thiếm cứ đi thẳng đi rồi con chỉ tiếp. Nè Long, rồi chạy đường nào nữa vậy Long? Hình như là mình cứ đi thẳng đi Thiếm ạ. Gì? Sao là hình như? Bộ con không nhớ hay sao? Con nhớ chứ. Đường này quen quen nè.
Cái gì? Quen quen, ông hay đi đường này lắm hả? Hay đi chứ. Đâu? Thì mỗi lần bố tôi chở tôi về miền Tây là hay đi qua con đường này nè. Hả? Miền Tây? Là làm sao? Ông bị điên hả? Mọi người bình tĩnh, mọi người cứ bình tĩnh nè. Để đi ra đại lộ Đông Tây, cái gì vậy miền Tây? Mọi người bình tĩnh, mọi người bình tĩnh. Bình tĩnh nha mọi người. Làm sao mà bình tĩnh được? Sắp trễ giờ của Thím rồi nè. Thím, Thím, thua kêu này ta bể kêu khác. Còn có cách khác cho Thím. Cách gì? Cách gì? Trở về điểm xuất phát. Trời ơi, trời. Đánh đi được không Thím? Đánh đi được. Dạ. Hồng tóc, hồng tóc. Tóc bị xinh quá. Hồng tóc, hồng tóc, hồng tóc. Hồng tóc. Thôi. Ủa, xe bị gì vậy Thím? Xe bị tắt máy vậy? À, có khi nào hết xăng không Thím? Làm gì có, hồi sáng Thím mới đổ ra xăng đầy mà. Chết rồi, bây giờ làm sao đây? Nè, mấy đứa xuống dưới đẩy xe đi. Hả? À. 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 Ê, ê, dừng lại, dừng lại. Dừng lại. Ê, ê. Dạ, con nghe rồi. Đẩy mạnh lên các bạn trẻ ơi. Đẩy mạnh, đẩy mạnh. Dừng lại mấy đứa, dừng lại. Đẩy mạnh, đẩy mạnh. Đẩy mạnh, đẩy mạnh. Trời ơi, mấy đứa không nghe Thím nói hay sao vậy? Thím kêu là ngừng lại. Đâu đẩy mạnh mà. Trời ơi, đẩy kêu gì? Con đẩy quá trời mạnh rồi, Thím muốn gì nữa? Gãy luôn kính chiếu hậu của Thím rồi nè. Thím đã kêu là ngừng lại, ngừng lại. Con nghe là đừng ngại, đừng ngại, cứ đẩy mạnh đi. Chết rồi, xe thì hư, kính cũng gãy mất tiêu. Vì sao tụi mình về đây? Tất cả là ông đó. Tôi biết rồi, tất cả lỗi của tôi, được chưa? Anh, kể em lại em muốn nó liền luôn. Ê, 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 khoan, khoan, khoan. Thím, 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 con thề nha Thím, con không làm gì nhá. Tay đụng nhẹ đây nhá, không, tôi thề không làm gì hết nha Thím. Bây giờ xe nổ thì mừng chứ sao, lên xe. Thím, nhưng mà hai cái kiến bị hư rồi, bây giờ sao? Thím có cách. Bên phía bên này an toàn rồi nha, cứ chạy thẳng nha Thím. Thím biết rồi, Thím biết rồi, Thím đang chạy từ từ nè. Thím ơi, sao xe chạy chậm như đi bộ vậy Thím? Hả? Thì con nghĩ đi, bây giờ hả, xe không có kiến chiếu hậu, là còn không có thắng nữa, sao Thím dám chạy nhanh được chứ? Thím còn trễ giờ đi tập của Thím luôn rồi nè. Thím, coi chừng, coi chừng. Ê, nè, từ từ. Ngay từ đầu thấy con quạ là xui rồi. Sao vậy Thím? Vậy chừng nào mới về Thím? Con bị gì vậy Thím? Thím ơi. Ủa Thím, xe mình bị gì vậy Thím? Thím cũng không biết nữa, chắc là nó bị nóng máy quá. À, sao khói không kìa Thím? Nè, mấy đứa bình tĩnh lại, nó chỉ nổ khói bên ngoài thôi, bên trong không có gì hết nha, nè bình tĩnh. Dạ. Cái gì vậy? Con thấy không phải nóng máy mà nó cháy máy luôn hả Thím? Nè, mấy đứa bình tĩnh, nó chỉ là bị nóng máy quá. Mở cửa không được rồi. Mấy đứa bình tĩnh lại, Thím. Bây giờ làm gì đi Thím ơi? Cô tôi dài. Chạy ra ngoài luôn. Bắt nó ra. Cô mở không được. Mở không được à? Ủa sao cô không nhắc hả? Cô đi ra đi. Ra đi. Rồi mù bay đi lên. Trời ơi, mở cái cổng đi. Sao đây không ra? Nó đi làm thấy luôn rồi. Để con ra chứ con cứu mọi người cho. Ra luôn. Ổn không Thím? Mong ông bà ấy cứu con, không phải cứu con bố ơi, cứu con bố ơi. Con đỡ Thím này. Cô lên Thím. Thím ơi. Đỡ Thím. Thím ơi. Thím ơi. Sao không Thím? Bố còn làm đâu? Thím ơi. Bố là tất cả, bố ơi, bố ơi. Bố là tất cả. Cứu nó! Làm rồi hả? Thôi Long! 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 Đây! Long nè! Long! Long bên đây nè! Con đừng có chui vô! Long mất nửa thân dưới rồi! Long còn sống! Long! Nhảy xuống đi Long! Thằng Mẫn đâu? Mày ngu vậy hả? Đi lên Mẫn! Mẫn ơi! Đi ra đi Mẫn! Cố lên! Cố lên! Cố lên! Cố lên! Cố lên!
Mấy đứa nhỏ không biết sao mà đi giờ này nửa đêm còn chưa tới nữa. Không biết có chuyện gì không. Ủa sao giờ này mọi... Kim... Mẫn... Minh... Rồi... Long nữa. Mọi người bị sao vậy? Em mới trở về từ cõi chết cô ơi. Cô hình như hai con mắt em nó bị cái gì em không có thấy đường luôn á cô ơi. Cô ơi, manh mắt phải em bị hư rồi cô ơi. Đây nè. Ráp lại đi. Cảm ơn cô. Mọi người bị sao vậy hả? Thì Tím ơi, con nghĩ là cái xe đó mình nên đi cho sắt vụn đi. Vậy con, cái đó là Tím bỏ thêm ít tiền sửa lại là vẫn chạy phà phà. Con tính sửa luôn kìa. Tính sửa luôn kìa.